một chuyến bay vui vẻ những ngày cuối năm, gặp những người bạn ở cả sân bay và trên máy bay, thử xem menu mới của Pacific Airlines có gì. Và đối với những người mê trải nghiệm hàng không thì mỗi chuyến bay không giống nhau và mỗi chuyến bay đều có một trải nghiệm rất khác biệt. Và năm mới sắp đến rồi, vui vẻ nha mọi người. Nhưng trước tiên, Jade kể chuyện riêng một chút nha. Đêm hôm trước thì mình có đi dự sự kiện TikTok Awards 2020, rất là vui luôn. Ở đây thì gặp rất nhiều bạn TikToker ở rất nhiều lĩnh vực, toàn những bạn thông minh, tài năng và sáng tạo. Và có cả những người mình quen trên TikTok mà giờ mới được gặp bên ngoài. Chương trình hoành tráng với các màn biểu diễn của các ca sĩ và các bạn TikToker nổi tiếng nè. Mà đến phần trao giải các hạng mục nội dung thì Travis xúc động nhất là phần nói về hai bạn TikToker truyền cảm hứng là bạn Angela Tường Vi và chàng trai chăn bò So Itik. Và mình rất là nể hai bạn này nha, vì hai bạn đã vượt lên số phận và lan tỏa cái năng lượng tích cực trong cuộc sống đến với mọi người. À, có ai ở đây chơi TikTok không? Nếu mà có thì theo dõi kênh của Travis nha. Tài khoản của mình là @travis. Và giờ thì hãy cùng Travis quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Chuyến này thì Travis ra thăm gia đình và bạn bè. Xin chào các bạn, là Travis đây. Travis lại có một chuyến bay đúng hôm nay, và hôm nay cũng là một chuyến bay cũng khá thú vị đấy. Hôm nay thì mình sẽ bay với lại Pacific Airlines. Nhưng mà trước khi vào làm thủ tục thì mình thấy ở đây có một cái không gian họ trang trí cho mùa Giáng sinh và năm mới nè. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 12, thì cũng còn 2-3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ hết năm rồi. Đây, các bạn có thể thấy không gian này rất là dễ thương. Ở đây thì có hai cái màn hình làm hình cửa sổ máy bay, rất dễ thương. Đây, chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2021 rồi và chia tay năm 2020 đầy đau khổ. Bây giờ thì Travis sẽ đi qua khu vực của Pacific Airlines để làm thủ tục và để xem là cái quầy thủ tục ưu tiên nó nằm ở chỗ nào, bởi vì hôm nay mình đi thẻ của Vietnam Airlines thì mình đã được đi quầy ưu tiên. Đây, quầy E2, quầy ưu tiên đây, có vẻ rất là đang đông người check in. Có chừng té con, Hello. Các bạn có đã xem một vlog của Travis về Học viện Hàng không thì các bạn nhớ đây là ai không? Đây là bạn Dừa Dầm Hải Phòng. Chủ sĩ. Bạn là Travis nhớ mãi luôn, bởi vì là đã tặng Travis một cái ly Dừa Dầm. Ok. Không, bây giờ anh cũng gần tới giờ bay rồi, anh lên anh làm thủ tục trước nha. Chắc là em sẽ còn gì anh em sẽ còn gặp nhau nhiều ở sân bay. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi. Rồi, em làm việc vui vẻ nha. Hôm nay đã bạn này đã đi thực tập rồi. Đây, bây giờ thì mình đã được là thẻ mời vào phòng chờ này và thẻ lên máy bay rồi. Đấy, đi Pacific, nhưng mà nếu mà các bạn có thẻ Platinum hoặc là thẻ Gold, tức là thẻ bạch kim hoặc là vàng của Vietnam Airlines thì được mời vào phòng chờ hết nha. Hôm nay thì mình sẽ khởi hành ở cửa số 2, cho nên là mình sẽ vào phòng chờ Lotus Lounge ở gần cửa số 1 đây luôn. Còn nếu như mà khi nào mà các bạn đi mấy cái cổng mà số 9, 11, 12, 45 thì mình vào bên Le Chevalier cho gần ha. Vào phòng chờ hạng thương gia, giờ lỡ cỡ quá là vừa ăn sáng xong, cho nên Travis chỉ ăn nhẹ nhẹ thôi, ngồi tranh thủ sắp xếp công việc trong thời gian tới, rồi đợi tới giờ lên máy bay. Và hôm nay chuyến bay khởi hành ở cửa số 2, cũng ngay gần phòng chờ thôi, và hành khách bắt đầu ra cửa lên máy bay 40 phút trước giờ máy bay cất cánh. Bây giờ thì làm chuyến xe buýt ra máy bay đã nào. Và tiếc hôm nay không được bay chiếc có màu sơn mới của Pacific Airlines. Và chiếc Airbus A320 này của hãng Pacific thì là có 186 ghế đồng hạng. Về ghế của mình hôm nay là ghế 1C, là ghế lối đi. Mình chủ quan không check in online sớm nên không được chọn ghế cửa sổ ở mấy hàng đầu rồi. Nhưng mà không vấn đề gì, ngồi đây thì thực ra cũng thoải mái, duỗi chân rất là rộng rãi. Và sau khi máy bay ổn định độ cao rồi thì vô buồng vệ sinh rửa tay sạch sẽ cái nhỉ, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Bây giờ thì mở bàn ăn ra, ngồi ghế hàng đầu thì bàn ăn được cất dưới tay ghế như thế này nè. Mở ra sẽ hơi mất công một chút, nhưng mà không sao. Lâu rồi thì mình chưa đi Pacific Airlines và lần này đi lại thì thấy hãng đó có thực đơn mới. Có lẽ là cuốn thực đơn đầu tiên kể từ khi hãng đổi tên từ Jetstar Pacific sang Pacific Airlines. Phần đầu của thực đơn là các món ăn liền nè,
có 3 loại đồ ăn liền, đó là phở bò ăn liền, mì chay vị lẩu nấm ăn liền và mì lẩu thái tôm. Đồ uống thì có bia Sài Gòn, 7up, Pepsi, nước đóng chai và cà phê 3 trong 1. Cái phần món nhẹ thì có hạt điều phủ dừa mật ong quen thuộc từ cái thời Jetstar Pacific á. Và đây là bữa trưa của mình. Mình đã gọi một ly mì chay vị lẩu nấm với giá là 30.000 đồng. Mình thấy loại này mới nên muốn thử. Với lại mì ăn liền, loại không có thịt đi kèm, thì dù là mì chay hay là mì mặn thì cũng không khác gì nhau cả. Mình ăn thử món mới này cho đổi vị. Và thực sự á, lúc mà mở cái hộp mì ra thì cái mùi nấm và mùi rau củ từ ly bốc lên rất là dịu dàng, rất là thơm luôn. Mình rất là ưng. Và mình cũng có gọi thêm một ly cà phê 3 trong 1 cùng với đá. Ly này thì có giá 20.000 đồng. Và trên máy bay sợ buồn miệng, mình lại mua thêm 2 gói hạt điều phủ dừa mật ong. Mỗi gói có giá là 15.000 đồng. Mà tình cờ trên máy bay mình gặp cậu em quen làm tiếp viên cho chuyến bay này. Hai anh em thì quen biết nhau bên ngoài chứ không phải trên máy bay. Và đây là chuyến đầu tiên mà hai anh em bay cùng với nhau luôn. Và gặp người quen, thế là mình được tặng 2 gói bánh sữa dừa rất là thơm. Cảm ơn thằng em nha. Bây giờ thì ngồi nhâm nhi bánh với cà phê sữa đá và bật FPT Play lên xem phim đã tải về trước đó. Và có một điều thú vị là bất kể bạn bay với hãng nào trong Vietnam Airlines Group, bao gồm là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, thì các bạn đều có thể sử dụng mã đặt chỗ của mình để điền thông tin vào app FPT Play, từ đó xem phim trên kho của FPT Play 24 giờ trước khi khởi hành và 6 giờ sau khi máy bay hạ cánh, hoàn toàn miễn phí. Và bạn cũng có thể tải phim về trước rồi lên máy bay mở ra xem khi không có kết nối Internet. Được hết nha. Và các bạn có thể xem lại vlog M19 số 265, trái VIP có hướng dẫn rất chi tiết cách sử dụng. Và bây giờ thì đến Hà Nội rồi, lúc này thì trời chưa lạnh lắm, đang là 23 độ C vào buổi chiều. Và nghe nói mấy ngày nữa sẽ rất là lạnh đây. Rồi bây giờ thì xe buýt đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rồi. Ngoài trời đang là 23 độ, cũng xe xe lạnh, cũng mát mát đấy. Và hôm nay là một chuyến bay rất nhiều niềm vui, bởi vì mình cảm ơn nhiều người quen từ dưới nhà ga cho lên máy bay luôn. Và bây giờ thì xe buýt về nhà đã. Cảm ơn các bạn theo dõi video của clip này nha. Và nếu các bạn thích, đừng quên cho yêu bay một subscribe, like và share. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.